Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Thưa quý vị, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra bởi một nữ sinh vừa tròn 18 tuổi và đang theo học lớp 12 khiến dư luận bàng hoàng. Với lối sống buông thả, nữ sinh này đã bọc vào các mối quan hệ như tình ái, để rồi khi không đạt được mục đích đã ra tay tước đi mạng sống của bạn tình, cũng chính là một vị cán bộ huyện trẻ tuổi. Nhiều người đặt ra câu hỏi, nữ sinh Phùng Thị Thanh là người thế nào mà có thể xuống tay một cách lạnh lùng như vậy? Ngày 12 tháng 10, tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa khởi tố vụ án ra quyết định bắt giữ Phùng Thị Thanh, 18 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, hiện là học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Tường, để điều tra về hành vi ra tay lấy mạng người. Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Hải Đăng, sinh năm 1988, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Anh Đăng hiện là cán bộ hợp đồng, đang công tác tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vĩnh Tường. Theo chủ nhà nghỉ Thu Hương, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 10, anh Đăng là khách quen của nhà nghỉ cùng một người phụ nữ đến thuê phòng 303. Sau đó cả hai cùng lên phòng nghỉ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ thấy có dấu hiệu bất thường do hai người không xuống trả phòng nên đã lên kiểm tra. Khi bước xuống phòng, nhân viên phát hiện anh Đăng đã thiệt mạng trước đó với nhiều thương tích nặng trên người, trong đó có nhát trúng vào cuống tim. Thời điểm trên, người phụ nữ đi cùng anh Đăng đã không còn có mặt trong phòng. Ngay sau đó, nhân viên nhà nghỉ Thu Hương đã thông báo sự việc tới cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Theo trao đổi, Thượng tá Nguyễn Đức Huy, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tiếp nhận thông tin vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, chúng tôi đã huy động lực lượng phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Vĩnh Tường có mặt để tiến hành khám nghiệm thi thể và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị ra tay lấy mạng. Cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ và truy bắt hung thủ. Ngày 11 tháng 10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ Phùng Thị Thanh, sinh năm 1996, nữ sinh lớp 12 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, sát hại bạn tình là anh Lê Hải Đăng, sinh năm 1988, tại nhà nghỉ. Hàng trăm người dân nghe tin đã kéo tới xem, vây kín nhà nghỉ, bất chấp cái nắng chói chang. Hơn 12 giờ trưa cùng ngày, cơ quan điều tra phải đưa Phùng Thị Thanh ra ngoài theo lối cửa hậu của nhà nghỉ, đề phòng người dân kích động sẽ có hành động không hay với thủ phạm. Có mặt chứng kiến tại buổi thực nghiệm điều tra, chúng tôi vô cùng kinh ngạc bởi sự lạnh lùng của nữ sinh này. Không sợ máy ảnh, không sợ lên báo, Phùng Thị Thanh diễn lại tỉ mỉ từng động tác với nạn nhân là người đóng thế, không quên một chi tiết nào. Căn phòng của nhà nghỉ Thu Hương có địa chỉ tại khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, chỉ hơn chục mét vuông. Hiện trường xảy ra vụ án càng như ngột ngạt hơn bởi sự có mặt của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, luật sư, nhà báo. Cứ tưởng rằng cô ta sợ chứng kiến của đông người, sợ bị phơi hình lên báo, nên chúng tôi bảo nhau tắt hết đèn flash, để máy ảnh chế độ off. Và mỗi khi chụp cũng rất tế nhị, không để cho cô ta biết nhằm tránh nữ sinh này không bị ảnh hưởng đến tâm lý. Nhưng sự cẩn thận của chúng tôi hóa thừa. Phùng Thị Thanh không hề run sợ, không hề khóc lóc. Cô ta hầu như không phải dừng lại một giây nào để nghĩ mà tỉ mỉ hướng dẫn cho người đóng thế nạn nhân từng động tác như diễn ra. Theo những gì nữ sinh này khai nhận, thì trưa ngày 4 tháng 10, cô ta nhận được điện thoại của anh Lê Hải Đăng rủ đi nhà nghỉ Thu Hương. Đây là nhà nghỉ mà hai người đã từng có lần vào nhưng lễ tân không nhớ mặt vì lần nào Thanh cũng mặc áo chống nắng, kéo mũ che đầu và che mặt. Thanh bảo đang nạp cho mình cái thẻ điện thoại trị giá 20.000 đồng rồi đạp xe tới nhà nghỉ. Không cần đưa chứng minh nhân dân, cả hai vẫn được lễ tân cho lên phòng. Sau khi quan hệ xong, Thanh ngồi dậy mặc quần áo và mặc áo chống nắng rồi cả hai chuẩn bị đi về. Anh Đăng cũng đã cầm chùm chìa khóa nhưng lại có ý muốn Thanh ở lại thêm chút nữa. Bực tức vì nhiều lần quan hệ với nhau, Thanh đều được Đăng hứa hẹn cho tiền tặng quà, thậm chí hứa sau này tốt nghiệp sẽ xin việc cho. Nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Cô ta chưa được anh này tặng cho bất cứ thứ gì, nên Thanh vùng vằng nói. Anh hứa bao nhiêu lần mua cái nọ cái kia cho em, mà không làm, anh là đồ đểu. Sẵn trong túi có vật sắc nhọn, Thanh rút ra và tay trái nắm vào ngực áo phải của anh để giằng co. Thấy vậy anh đang nói, đưa hung khí đây, rồi tát hai cái vào mặt Thanh. Hai người đã du đẩy nhau ra giường. Trong quá trình giằng co, để tước vật sắc từ tay Thanh,
anh Đăng đã túm tóc nữ sinh này và bị Thanh tác động một nhát vào bên ngực trái. Anh Đăng tiếp tục bắt cô ta đưa hung khí và đấm vào Thanh hai phát. Nữ sinh này đã tác động thêm một nhát nữa khiến cho anh Đăng lảo đảo. Cố hết sức còn lại, anh Đăng vịn tay vào tường, đi ra mở cửa phòng định kêu cứu. Thanh đã lao theo giữ anh Đăng lại và bị nạn nhân đẩy người ra. Sau đó anh Đăng lết đến đầu giường, nằm xuống và lịm dần. Thấy nạn nhân đã mất, Phùng Thị Thanh liền nghĩ ngay tới việc tẩy xóa dấu vết, chứ không ngồi khóc lóc, cũng không hoảng loạn vì sợ hãi. Đầu tiên cô ta mang vật xác vào toilet rửa sạch rồi cất vào túi, sau đó mở vòi nước xả vào cốc nhựa và hắt hàng chục cốc ra nền nhà, đồng thời té lên giường nơi nạn nhân đang nằm. Thanh tiếp tục dùng chiếc khăn tắm nhúng ướt nước rồi mang ra lau vết huyết trên tay nắm cửa phòng cũng như lau cánh cửa phòng. Mục đích của cô ta là để khi cô ta mở cửa ra về sẽ không bị dính vào tay. Chưa hết, Thanh tháo sim điện thoại của anh Đăng, bẻ làm đôi và tống vào bồn cầu cùng một số giấy tờ khác mà cô ta tìm thấy trong ví của nạn nhân. Thanh còn lạnh lùng móc túi quần anh Đăng, lôi ra chiếc ví và lấy toàn bộ số tiền khoảng hơn 4 triệu đồng của nạn nhân cho vào túi xách của mình. Thanh cố tình kéo dài chiếc ống tay áo chống nắng, trùm ra ngoài để khi mở cửa phòng, dấu vân tay của cô ta sẽ không in lại trên tay nắm cửa, và đàng hoàng xuống tầng 1, lên xe đạp ra về. Lúc đó, Lễ Tân cũng như nhân viên bảo vệ của nhà nghỉ không có mặt ở tầng 1 nên không ai nhìn thấy cô ta. Ban đầu, nghi can số 1 được cho vào danh sách tình nghi là một nữ sinh khác. Sinh năm 1977, được cho là người yêu của nạn nhân Lê Hải Đăng. Cô này có ngoại hình cao lớn, tợn tướng và đã từng tuyên bố sẽ xử lý bất cứ cô gái nào có ý định lén phén với người yêu mình. Và thực tế, theo tài liệu trinh sát, thì nữ sinh này đã từng tổ chức cho bạn bè đánh ghen một nữ sinh khác có dấu hiệu lén phén với anh Đăng. Tuy nhiên, cô ta có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm và kẻ cuối cùng được cho vào tầm ngắm chính là Phùng Thị Thanh. Thanh có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ đã bỏ nhau, Thanh ở với bố, còn hai đứa em ở với mẹ. Thuộc diện học sinh cá biệt, học dốt hư hỏng. Ngày nào Thanh cũng vác cặp tới trường, nhưng cô ta không vào lớp mà chủ yếu đi nhà nghỉ. Những thanh niên mà Thanh quan hệ, ngoài một anh người yêu chính thức thì còn có vô số những thanh niên khác, trong đó có anh Lê Hải Đăng là một ví dụ. Bố mẹ đều là nông dân nghèo khó, nhưng Thanh lại nhiễm thói ăn chơi đua đòi. Ở cái xứ quê chủ yếu làm nông nghiệp như Vĩnh Tường, việc có một anh bồ nhà giàu như Lê Hải Đăng thì quả là một diễm phúc lớn. Thế nhưng giàu chỉ là cái mát. Theo lời khai của Thanh thì anh này chưa bao giờ cho cô ta cái gì như đã hứa. Thậm chí trước lúc hai người giằng co dẫn tới vụ án mạng, khi Thanh nói sao anh hứa mà không làm, thì anh Đăng trả lời còn phải thêm vài chục lần nữa. Điều đáng nói là cũng trong ngày xảy ra vụ án, trước khi nhận lời đi nhà nghỉ với anh Đăng, Thanh đã đi nhà nghỉ với một thanh niên là bạn thân của người yêu của cô ta, để được thanh niên này cho 100.000 đồng, lấy tiền đi mừng đám cưới. Sau khi đi ăn đám cưới, trên đường đến nhà nghỉ Thu Hương gặp anh Đăng, cô ta đã mua vật sắc nhọn cất vào túi để trả thù Đăng vì hứa nhưng không làm. Lạnh lùng hơn nữa là sau khi ra tay lấy mạng anh Đăng, nữ sinh này tiếp tục đi nhà nghỉ cùng anh người yêu được coi là chính thức của cô ta. Buổi thực nghiệm điều tra kết thúc vào trưa cùng ngày, hàng trăm người dân đứng hàng tiếng đồng hồ dưới trời nắng, chỉ để đợi nhìn mặt nữ sát thủ đã gây ra vụ án làm xôn xao vùng quê này. Lường trước tình huống có thể sẽ có người dân bức xúc lao vào Phùng Thị Thanh, một chiếc xe ô tô đã lùi vào tận cửa hậu của nhà nghỉ và nhanh chóng đưa thủ phạm về phòng cảnh sát hình sự. Đích thân trưởng phòng PC45, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy một đĩa cơm có rất nhiều món ngon cho Thanh ăn. Cô ta ngồi ăn một mạch không tỏ vẻ khó nuốt như tâm lý thường thấy của tội phạm. Có thể Thanh đã quá ngây thơ khi không hiểu rõ về tội lỗi của mình. Như một điều tra viên chia sẻ, cô ta nghĩ rằng với tội lỗi của mình, cùng lắm chỉ đi tù 2-3 năm là về. Có dịp ngắm nữ sinh này, cũng thấy cô ta có những nét khá xinh xắn, sống mũi nhỏ cao, gương mặt nhẹ nhõm, biết đổ cho nguyên nhân gì khiến Thanh ra tay tàn độc. Sự thiếu quan tâm của gia đình, nhà trường hay sự thiếu hiểu biết pháp luật không tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức để rồi sa vào những thói ăn chơi đua đòi. Có lẽ mọi nguyên nhân đều đúng với cô gái này. Từ những chứng cứ thu thập được cũng như lời khai của Phùng Thị Thanh, ngày 18 tháng 9 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Thanh, 19 tuổi, học sinh lớp 12, một trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, án 20 năm tù về tội giết người,
5 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội danh là 25 năm tù. Thưa quý vị, ở cái tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, Phùng Thị Thanh đã sớm sa vào những cám dỗ của xã hội mà đánh mất cuộc đời, gây ra hậu quả nghiêm trọng và phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật. Sự việc xảy ra có thể thấy rằng thanh thiếu niên không được giáo dục đến nơi đến chốn, thiếu hiểu biết pháp luật, không có kỹ năng sống dẫn đến những hành vi và lối sống lệch lạc. Mặt khác, do gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc dẫn đến nhiều trẻ được tự do bị bỏ mặc. Chính vì những lý do này đã dẫn đến con trẻ rơi vào tình huống phạm tội. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!